kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam và bản tin hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý ngay sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị thường trực Chính phủ làm việc với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và 19 tập đoàn, tổng công ty trực thuộc về triển khai sản xuất kinh doanh năm 2024. Họp Ban chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Cần thêm nhiều nỗ lực để gỡ thẻ vàng thủy sản trong năm nay. Đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống người dân, đặc biệt tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, luôn là quan tâm hàng đầu của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới dâng hương, tưởng nhớ các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã từ trần, thăm một số nguyên lãnh đạo tại các tỉnh phía Nam. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới dâng hương tưởng niệm Chủ tịch nước Lê Đức Anh, một chiến sĩ cộng sản kiên cường, một nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Khi bước vào công cuộc đổi mới, đồng chí được giao trọng trách Bộ trưởng Bộ Quốc phòng rồi Chủ tịch nước. Đại tướng Lê Đức Anh đã cùng tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo thực hiện nhiều chủ trương lớn, quyết sách quan trọng để tái thiết đất nước, phá thế bao vây cấm vận, mở rộng quan hệ đối ngoại trong những năm đầu cả nước thực hiện đường lối đổi mới. Trải qua hơn 80 năm hoạt động cách mạng, đồng chí luôn thể hiện tư tưởng cách mạng tiến công, dám nghĩ, dám nói, dám làm và sẵn sàng chịu trách nhiệm. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng đã tới dâng hương đồng chí Nguyễn Hữu Thọ, Phó Chủ tịch nước đầu tiên của nước Việt Nam Thống Nhất, quyền Chủ tịch nước từ tháng 4 năm 1980 đến tháng 7 năm 1981, Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước từ năm 1981 đến 1987. Tưởng nhớ luật sư Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch nước khẳng định đồng chí là một biểu tượng của đại đoàn kết toàn dân tộc, người đã hiến dâng cả cuộc đời vì độc lập dân tộc và thống nhất đất nước. Cũng nhân dịp năm mới, tới thăm nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ trân trọng những đóng góp của hai nguyên chủ tịch nước đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, nâng cao vị thế, uy tín đất nước và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc đến hai nguyên chủ tịch nước nhân dịp năm mới, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mong muốn các đồng chí với kinh nghiệm dày dặn sẽ tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của đất nước. Sáng ngày 5 tháng 2, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới thăm, chúc Tết và kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu của một số đơn vị thuộc lực lượng Công an Nhân dân. Tại Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi đến các cán bộ, chiến sĩ lời chúc mừng năm mới hạnh phúc và thành công, đồng thời đánh giá cao lực lượng năm ngoái đã đảm bảo an ninh, an toàn cho gần 2.600 cuộc lượt hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, 150 sự kiện đặc biệt quan trọng và 80 đoàn khách quốc tế đến thăm Việt Nam. Theo Chủ tịch nước, đây không chỉ đơn thuần là bảo đảm sự an toàn của cá nhân lãnh đạo, của các mục tiêu trọng yếu, mà còn là hình ảnh và uy tín của quốc gia. Kết quả các đồng chí đã đạt được đã làm dày thêm những thành tích rất là đáng tự hào của lực lượng cảnh vệ, nói riêng của Công an Nhân dân nói chung. Nhấn mạnh tình hình khu vực và thế giới sẽ còn diễn biến phức tạp, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tiếp tục đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các đối tượng cảnh vệ và các sự kiện quan trọng của đất nước trong năm nay và những năm tiếp theo. Xây dựng lực lượng hiện đại, áp dụng khoa học công nghệ để tiết kiệm thời gian và tối ưu hóa quá trình chỉ huy xử lý tình huống có thể phát sinh. Bên cạnh đó, nhận diện từ xa, từ sớm những nguy cơ đe dọa về an ninh trật tự, hiệp đồng tổ chức diễn tập các phương án xử lý tình huống phức tạp ở mặt đất, lòng đất và cả ở trên không. Thăm Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao nỗ lực của lực lượng trong giữ gìn sự bình yên của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân. Lực lượng đã phối hợp triệt phá thành công nhiều chuyên án lớn, tham gia truy bắt các đối tượng hình sự và kịp thời giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự. Chủ tịch nước cũng mong muốn mỗi cán bộ, chiến sĩ cảnh sát cơ động sẽ thực sự là hình ảnh mẫu mực về người công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ, thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi và lấy đó làm hạnh phúc của chính bản thân mình. Tôi đề nghị các đồng chí cán bộ chỉ huy quan tâm chăm lo tới đời sống tinh thần vật chất của anh em, để mỗi cán bộ chiến sĩ của chúng ta dù trực chiến làm nhiệm vụ ở đâu
cũng cảm nhận được cái không khí ấm áp của ngày xuân trong tình thân của đồng chí, đồng đội. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng yêu cầu trong bất cứ hoàn cảnh, điều kiện nào cũng phải đảm bảo vững chắc an ninh, trật tự an toàn xã hội, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Trước mắt lực lượng phải không ngừng nâng cao trình độ, kỹ thuật huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ và mỗi lần ra quân thì phải đảm bảo chắc thắng. Cũng trong sáng ngày 5 tháng 2, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị Thường trực Chính phủ làm việc với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và 19 tập đoàn, tổng công ty trực thuộc về triển khai sản xuất kinh doanh năm 2024, thúc đẩy đầu tư phát triển kinh tế, xã hội. Năm 2023, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã cùng các tập đoàn, tổng công ty nỗ lực tháo gỡ nhiều khó khăn vướng mắc kéo dài để triển khai, hoàn thành nhiều dự án đầu tư về kết cấu hạ tầng năng lượng, giao thông vận tải. Trong đó có nhiều dự án lớn, quan trọng đã chậm tiến độ nhiều năm, làm ảnh hưởng tới sự phục hồi, phát triển kinh tế xã hội. Kết luận cuộc làm việc, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn, biểu dương và ghi nhận sự đóng góp của Ủy ban và các tập đoàn, tổng công ty trong thành tựu chung của đất nước, nhất là về tăng trưởng GDP, quản trị doanh nghiệp và đặc biệt là đảm bảo an sinh xã hội. Bên cạnh kết quả, Thủ tướng cũng chỉ rõ những hạn chế, bất cập như còn những vướng mắc về cơ chế, chính sách, đầu tư cho phát triển còn hạn chế, tỷ lệ giải ngân đầu tư công thấp hơn bình quân chung cả nước, đóng góp cho tăng trưởng GDP chưa tương xứng với nguồn lực nắm giữ, hiệu quả đầu tư kinh doanh chưa cao. Một trong những nguyên nhân của những tồn tại trên được Thủ tướng chỉ ra là tính tích cực, chủ động, sáng tạo của lãnh đạo một số tập đoàn, tổng công ty chưa được phát huy mạnh mẽ. Thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh 8 nội dung về quan điểm quản lý, điều hành và các nhóm nhiệm vụ giải pháp lớn. Trong đó, yêu cầu các tập đoàn, tổng công ty tập trung cho đầu tư phát triển. Tôi đề nghị là đấy, đầu tư nhưng mà đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Đầu tư để tạo cái công ăn việc làm, tạo sinh kế cho người dân. Đầu tư để tăng cái tiêu dùng, tăng cái đầu tư cho phát triển, tăng cái xuất nhập khẩu. Đấy. Đầu tư để phục vụ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, kinh tế chia sẻ và góp phần nâng cao cái đời sống vật chất tinh thần của nhân dân và tập trung cho ba cái đột phá chiến lược rồi tái cấu trúc lại các cái tập đoàn tổng công ty của các đồng chí theo như là các cái kế hoạch đã được duyệt. Nhưng mà tôi nhấn mạnh tập trung vào ba cái. Đấy. Cái thứ nhất là tái cấu trúc về quản trị, bao gồm tổ chức, con người, nâng cao cái chất lượng nguồn nhân lực. Cái thứ hai là tái cấu trúc về tài chính và tái cấu trúc các cái nguyên liệu đầu vào cũng như là các ngành nghề mà chúng ta phải phát triển phù hợp với xu hướng. Đây là những vấn đề rất là quan trọng. Thủ tướng đề nghị các tập đoàn, tổng công ty chống tư tưởng trông chờ, ỷ lại và phải hoạt động theo cơ chế thị trường. Đồng thời yêu cầu các bộ, ngành, Ủy ban Quản lý vốn phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, giải quyết nhanh chóng, kịp thời các đề xuất của doanh nghiệp trên tinh thần tất cả vì lợi ích chung, vì lợi ích quốc gia, dân tộc, tập trung sửa đổi và đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi một số luật, nghị định, thông tư để tháo gỡ các vướng mắc khó khăn về pháp lý, nhất là liên quan lĩnh vực giá, môi trường, tài nguyên, đất đai. Thời gian tới, Thủ tướng giao nhiều nhiệm vụ cụ thể cho các tập đoàn, tổng công ty nhà nước như tập đoàn điện lực không được để thiếu điện, tập đoàn dầu khí bảo đảm đủ dầu, khí theo kế hoạch, tập đoàn than khoáng sản bảo đảm đủ than trên cơ sở kế hoạch dài hạn, tổng công ty thép xử lý dứt điểm dự án mở rộng nhà máy gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2, Vietnam Airlines cắt lỗ xử lý các vấn đề tồn đọng, tập đoàn xăng dầu không để thiếu xăng dầu. Thủ tướng đề nghị các cơ quan thực hiện lộ trình điều chỉnh giá điện phù hợp, không giật cục, không cầu toàn, không nóng vội. Bộ Công Thương cải tiến lại cơ chế quản lý đầu mối kinh doanh xăng dầu theo hướng đơn giản, dễ kiểm tra, giám sát. Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu các tập đoàn, tổng công ty nhà nước với tinh thần tiến công mạnh mẽ, chủ động, tích cực trong năm 2024 thực hiện các nhiệm vụ đầu tư kinh doanh, đóng góp cho ngân sách và tăng trưởng GDP, làm an sinh xã hội, chống tiêu cực, tham nhũng phải cao hơn, hiệu quả hơn năm 2023. Nhân dịp Tết Giáp Thìn, chiều ngày 5 tháng 2, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, nắm tình hình và chúc Tết lực lượng cảnh sát giao thông. Cùng đi có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn, đánh giá cao những thành tích của lực lượng cảnh sát giao thông trong năm 2023, biểu dương tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ chiến sĩ cả nước đã ngày đêm ứng trực,
phục vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho nhân dân. Đồng thời, lực lượng đã thực hiện tốt công tác chuyển đổi số, thí điểm kiểm soát giao thông thông minh ở một số tỉnh, xây dựng kết nối cơ sở dữ liệu với các bộ ngành để quản lý khoa học hiệu quả. Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị lực lượng thực hiện nghiêm các chỉ thị của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách trong lĩnh vực này, giữ vững bản chất tốt đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân trong bất cứ hoàn cảnh nào, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị làm việc phù hợp, hiệu quả, tiết kiệm, tăng cường chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu. Chúng ta cũng lưu ý và chuyển cái trạng thái trước đây chúng ta kiểm soát là nhiều hơn, nhưng bây giờ chuyển sang cái trạng thái giúp đỡ, hướng dẫn, tạo điều kiện cho người dân. Như cái hình ảnh năm ngoái, chỗ truyền hình các ông chí đưa lên, người lạc đường này, người xe máy hết xăng này, đúng không? Xe ô tô hết xăng này, rồi cái sự cố trên đường này, rồi trẻ em bị lạc này, là anh em mình cũng tìm cách giúp đỡ, hướng dẫn. Cái hình ảnh hết sức là gần gũi với nhân dân, hình ảnh của người công an nhân dân nó biểu hiện rất là rõ. Đúng là vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Trong dịp Tết Nguyên đán, Thủ tướng đề nghị lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm về giao thông, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng khác, bảo đảm an toàn trong hoạt động vận chuyển hành khách, giải quyết các khó khăn, ách tắc, kịp thời giải quyết các sự cố tai nạn giao thông, không để xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài, phòng ngừa đấu tranh kịp thời đối với các loại tội phạm, trong đó có tình trạng đua xe trái phép. Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát tình trạng uống rượu bia mà vẫn điều khiển phương tiện giao thông, góp phần giảm tai nạn giao thông và bảo đảm cho nhân dân có một cái Tết an vui. Ngày 5 tháng 2, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp xem xét thông qua hai dự thảo nghị quyết liên quan đến thi đua, khen thưởng. Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao sự chuẩn bị các dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về kỷ niệm chương vì sự nghiệp Quốc hội Việt Nam và thi đua khen thưởng đối với đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cán bộ công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội lưu ý, sau khi nghị quyết được ban hành, Ban công tác đại biểu cần hướng dẫn cụ thể về cấp có thẩm quyền, công nhận, xác nhận sáng kiến, giải pháp, công trình khoa học có hiệu quả và phạm vi ảnh hưởng đến cơ quan tổ chức cá nhân, hoàn thành các thủ tục hồ sơ thi đua khen thưởng. Bên cạnh đó, cần sớm tham mưu, hướng dẫn để thực hiện xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cao hơn với các đại biểu Quốc hội ngay trong năm 2024. Đồng thời nghiên cứu đề xuất hình thức khen thưởng phù hợp với các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương có thời gian làm nhiệm vụ đại biểu từ một khóa trở lên. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua hai nghị quyết này. Cũng trong ngày 5 tháng 2, căn cứ vào Hiến pháp và các luật liên quan, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Trần Tuấn Anh, thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa, đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Khánh Hòa. Trong phần tiếp theo của bản tin, nhiều bến xe ở các tỉnh thành điều hưu vắng vẻ. Thực trạng này đã kéo dài vài năm trở lại đây, một phần do tình trạng xe dù, bến cóc vẫn hoành hành, ghi nhận tại bến xe Giáp Bát, Hà Nội. Sắc màu rực rỡ của những tấm pano, áp phích và cờ hoa trang trí góp phần tạo nên một tấm áo mới, một diện mạo mới cho thủ đô Hà Nội để chào đón Tết Giáp Thìn. Chủ trì hội nghị triển khai đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta lúa chuyên canh chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh cần có sự chung tay của chính phủ, các địa phương, doanh nghiệp để từng bước thúc đẩy từng nông dân gắn bó với đề án, tuân thủ kế hoạch, nguyên tắc, tiêu chuẩn, nhưng đồng thời phải linh hoạt, sáng tạo trong cách ứng xử, phù hợp với từng vùng, từng địa phương, thích ứng với biến đổi khí hậu. Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh phải hợp tác tốt, trước hết là trong đàm phán các khoản vay, phối hợp giữa các cơ quan trung ương, giữa trung ương với địa phương, giữa doanh nghiệp, kiểm soát tốt để không lệch chuẩn, không lệch hướng và kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế. Sau hơn 6 năm nỗ lực gỡ cảnh báo thẻ vàng qua 4 đợt thanh tra của Ủy ban châu Âu EC, bộ ngành địa phương đã rất tích cực thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để khắc phục các tồn tại hạn chế theo khuyến nghị của EC.
Tuy nhiên đến nay, một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách vẫn chưa đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trước tình hình này, vào chiều ngày 5 tháng 2, Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định đã họp trực tuyến để nhận diện tồn tại và chỉ ra những giải pháp khắc phục. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài tiếp tục là tồn tại nổi cộm mà chúng ta phải ngăn chặn triệt để từ nay đến tháng 4, trước lần sang kiểm tra tiếp theo của Ủy ban châu Âu. Thông tin tại cuộc họp, từ đợt thanh tra lần thứ tư của EC vào hồi tháng 10 năm ngoái đến nay, cả nước tiếp tục có 17 tàu với 190 ngư dân vi phạm IUU bị các nước Malaysia, Thái Lan, Indonesia bắt giữ, xử lý. Vi phạm nhiều nhất là tại Kiên Giang, Cà Mau, Bình Định và Bến Tre. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh, việc mạnh tay xử lý nghiêm vi phạm, không có ngoại lệ, sẽ tác động tích cực đến nhận thức của cộng đồng ngư dân. Kết hợp với các cái cơ quan, các ngành chức năng vừa qua thì cũng đã có khởi tố một vụ án, trong đó có bắt 4 bị can. Thì cái việc này cũng là một cái bước lan tỏa đầu tiên cho những cái người ngư dân, họ sẽ không đi ra ngoài vùng biển nước ngoài nữa. Xử lý vi phạm hành chính từ lúc sau kiểm thanh tra lần thứ 3, lần thứ 4 đều chỉ ở cái mức trên 10,2-10,45%, gần như không xử phạt. Nhưng nếu chúng ta tổ chức xử lý vi phạm một cách đồng bộ quyết liệt trong tất cả 28 tỉnh thành, chúng ta truyền thông thì tôi nghĩ là chúng ta sẽ làm được. Lần kiểm tra thứ 5 tới của đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu EC sang Việt Nam sẽ là cơ hội vàng để Việt Nam lấy lại uy tín với châu Âu và cộng đồng quốc tế sau hơn 6 năm bị cảnh báo thẻ vàng. Nếu lần này vẫn còn nhiều tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, thì cơ hội đàm phán của Việt Nam với EC về gỡ thẻ vàng gần như sẽ khép lại. Đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống người dân, đặc biệt tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, luôn là quan tâm hàng đầu của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Trong những ngày cận Tết này, tại khu vực Tây Nguyên, nhiều phần quà đã được trao tới các hộ nghèo với mục tiêu để mọi nhà đón Tết đủ đầy, không để ai bị bỏ lại phía sau. 30 phần quà, mỗi phần quà trị giá 250.000 đồng đã được trao tặng cho những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn của buôn Sứt Mờ Đưng, xã Chư Xuê, huyện Chư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk. Đây là một trong những hoạt động hướng về cơ sở đã được Công an huyện Chư Mờ Ga thực hiện gần 20 năm nay. Chương trình ngày hôm nay là tấm lòng của cán bộ chiến sĩ Công an huyện Chư Mờ Ga gửi đến bà con nhân dân của buôn Kết Nghĩa. Mong muốn là các cái buôn ở trên địa bàn xã Chư Xuê nói riêng và buôn Sứt Mờ Đưng nói chung để là có một cái Tết Giáp Thìn 2024 ấm no, hạnh phúc và chung tay góp phần bảo vệ an ninh Tổ quốc. Buôn Sứt Mờ Đưng có hơn 90% là đồng bào dân tộc thiểu số, với khoảng gần 15% hộ nghèo và cận nghèo. Thời gian qua, những sự quan tâm thường đến với người dân trong buôn không chỉ vào những dịp lễ Tết. Hộ đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn của buôn Sứt Mờ Đưng được hưởng các chính sách xã hội của ngân hàng chính sách, đó là được vay vốn, tạo cái nguồn vốn, ví dụ như là xây dựng nhà ở, hỗ trợ tới 44 triệu lận, rồi là vay các cái ngân hàng, ví dụ như là chuyển đổi nghề. Cái năm vừa rồi thì được nhận sự hỗ trợ của phòng dân tộc lao động huyện Cư Mờ Ga, thì mỗi hộ là cũng được nhận hỗ trợ thêm 10 triệu đồng. Mặt trận của xã thì cũng có hỗ trợ, đó là 10 cái thẻ bảo hiểm cho những hộ mà khó khăn. Sự quan tâm dù nhỏ về vật chất nhưng đúng lúc, kịp thời đã động viên tinh thần cho người dân để bà con có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống. Nhà nước đã quan tâm, mình cũng phải cố gắng làm ăn vươn lên và không nghe theo bọn kẻ xấu xúi dục nữa, góp phần xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Những dịp gặp gỡ như thế này cũng là để bà con hiểu hơn về chính sách của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là trong lĩnh vực tôn giáo và bảo vệ an ninh Tổ quốc, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự cho buôn làng, yên tâm đón một cái Tết bình yên. Tỉnh Đồng Nai có hơn 1 triệu công nhân, người lao động đang làm việc trong các nhà máy, khu công nghiệp. Trong số này có rất nhiều người từ miền Bắc, miền Trung, miền Tây đến làm việc. Do tình hình kinh tế khó khăn, Tết năm nay nhiều người quyết định ở lại không về quê đón Tết. Để giúp người ở lại ấm lòng, nhiều hoạt động nghĩa tình đã được tỉnh Đồng Nai thực hiện.
cuối năm rồi, vợ chồng con không có về được. Con có gửi tiền về cha mẹ mua ít quà, con nào mới đi cha mẹ ăn uống nhớ giữ gìn sức khỏe nha con nhé. Thu nhập giảm, vợ chồng con cái chị Minh năm nay ở lại Đồng Nai đón Tết, không về Nghệ An như mọi năm. Do là lương thưởng nó không được cao so với mọi năm nên bọn em quyết định ở lại để tiết kiệm chi phí cho các cháu, với lại có một số tiền để gửi về quê cho bố mẹ đón xuân ở ngoài quê. Điều khiến cho anh chị ấm lòng là được công ty và liên đoàn lao động quan tâm chăm sóc chu đáo nên việc chuẩn bị đón Tết cũng đủ đầy. Được sự quan tâm như của công ty liên đoàn lao động tỉnh như vậy thì những người ăn Tết xa quê như bọn em thì cảm thấy được quan tâm, được chia sẻ những khó khăn. Gia đình vợ chồng chị Diễm năm nay cũng không về Sóc Trăng. Dù vậy, anh chị cũng rất vui vì trong nhà có đầy đủ bánh mứt, bánh chưng, bánh tét. Thấy rất là vui, vì cũng có nhiều người quan tâm, chăm sóc, gia đình cũng thấy đỡ buồn. Để tạo điều kiện cho hơn 80.000 công nhân, người lao động có cái Tết đủ đầy, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai đã dành 450 tỷ đồng từ các nguồn lực để chăm lo cho người lao động ở lại đón Tết. Bên cạnh việc thăm hỏi, tặng quà động viên thì các hoạt động như văn hóa văn nghệ, gói bánh chưng, bánh tét cũng được tỉnh tổ chức. Các hoạt động chăm lo của đoàn viên và người lao động trên địa bàn tỉnh tập trung nhất vẫn là các hoạt động thăm tặng quà cho công nhân và người lao động. Ngoài ra thì các hoạt động tổ chức họp mặt gia đình công nhân lao động khó khăn được các cấp công đoàn đều tổ chức bằng hình thức là họp mặt, sum vầy. Với việc chung tay tạo nên một cái Tết ấm áp nghĩa tình của Liên đoàn Lao động tỉnh cùng công đoàn các cấp đã giúp cho công nhân, người lao động cảm thấy được sẻ chia và ấm lòng khi ở lại đón Tết trên quê hương thứ hai của mình. Thường vào dịp cuối năm sẽ là những ngày cao điểm đưa đón khách về quê đón Tết. Tuy nhiên, tại nhiều bến xe ở các tỉnh thành lại rất điều hưu, vắng vẻ. Điều đáng nói là thực trạng này đã kéo dài vài năm trở lại đây, đặc biệt là sau đợt dịch COVID-19. Điều này cũng cho thấy lựa chọn đi lại của người dân đã có nhiều thay đổi. Nhưng bên cạnh đó cũng có cả nguyên nhân do tình trạng xe dù, bến cóc vẫn hoành hành. Ghi nhận tại bến xe Giáp Bát, một trong những đơn vị vận tải lớn tại Hà Nội. Xe em lên có khách không? Khách làm gì có, hôm nay lên được mỗi người. Làm ăn càng ngày càng khó. Em ơi, về Quảng Ninh à? Không anh ạ. Đấy, làm gì có người đâu. Liên tục chào mời, còn 10 phút nữa đến giờ xe chạy, nhưng trên xe vẫn chưa có được hành khách nào. Với những lái xe có thâm niên chạy tuyến cố định như anh Đức, thì khoảng 4 năm nay, anh cũng đã quá quen với sự ế ẩm này. Nhưng nhà xe vẫn phải chấp nhận bù lỗ để giữ lốt trong bến. Trước kia ngày giáp Tết thì nó còn nhộn nhịp, bây giờ ra bến xe buồn hưu. Bây giờ xe anh em ngày nào cũng về âm, ví dụ ít nhất là tầm 500, 1 triệu. Chi phí một ngày rồi đó, từ 1 triệu 8 hay 2 triệu một ngày mà. Ngay cả với những hành khách hay đi xe trong bến, cũng nhận ra sự vắng vẻ này. Thực sự là mà nói, Tết năm nay đến đây nhìn thấy bến xe quá vắng luôn ấy. Theo tôi thấy thì người ta bắt xe dù và xe ngoài rất là nhiều. Tại vì là đây là chỗ mình đi quen rồi, thì mình ra bến xe thôi. Chứ còn nếu như mà để cho mình lựa chọn thì mình sẽ gọi xe vào tận nơi đón cho nó dễ hơn. Bến vắng, khách thưa, đồng nghĩa với việc ít hàng hóa cần vận chuyển. Thu nhập của những người lao động làm dịch vụ kéo hàng thuê trong bến như chị Ngọc bị ảnh hưởng trực tiếp là điều không tránh khỏi. Từ ngày chị làm 15 năm tới bến rồi, chuyên bốc phát xe đẩy, loại vắng nhất, khách không có, lấy gì mà kéo mà kiếm tiền. Sự tiện ích của hàng loạt xe tiện chuyến, xe ghép, xe dù, cùng xu hướng người dân thích sử dụng phương tiện cá nhân, chính là nguyên nhân khiến các bến xe ngày càng vắng khách. Cho đến thời điểm hiện tại, lượng khách chỉ bằng khoảng 30% so với các năm trước. Cơ quan quản lý chức năng là làm sao mà phải quản lý chặt chẽ được cái hiện tượng mà bến cóc chạy ở bên ngoài. Thế còn các doanh nghiệp vận tải thì chúng tôi khuyến cáo là phải nâng cao cái chất lượng phục vụ, thu hút được khách về được bến xe đông hơn. Giải pháp từ ban quản lý bến xe đưa ra là vậy, nhưng với những tài xế như anh Đức thì cũng chẳng mấy lạc quan nếu tình trạng xe dù, bến cóc vẫn tái diễn như hiện nay. Bây giờ nó nhiều loại dịch vụ trá hình. Như bây giờ như xe ở trong bến chạy bây giờ cứ âm mới hòa này sao chủ được. Thế ra anh em trong này cũng chắc là chỉ thời gian ngắn nữa thôi, chắc là cũng nghỉ. Chạy xe về, chạy xe ôm, còn có thu nhập. Chỉ còn một vài ngày nữa là đến Tết Giáp Thìn.
Thời điểm này, khắp các đường phố của thủ đô Hà Nội như đang khoác lên mình một tấm áo mới với những vườn hoa rực rỡ và những tấm pano áp phích mừng Đảng, mừng xuân. Trong phóng sự sau, chúng ta hãy cùng cảm nhận vẻ đẹp của đường phố thủ đô những ngày này. Những ngày này, những công nhân công ty công viên cây xanh Hà Nội đang hối hả để trồng những chậu hoa trang trí cuối cùng. Màu sắc rực rỡ và độ tươi lâu là những yếu tố quan trọng để lựa chọn các loại cây trang trí trong dịp Tết này. Càng ngày lễ ngày Tết lại càng đi làm. Cây nào mà nó lá héo hoặc vàng thì chúng tôi phải sửa sang nó đi. Để duy trì mà tươi thì hàng ngày là chúng tôi cũng phải tưới thường xuyên như thế này đấy. Bên cạnh hoa tươi thì những bức tranh cổ động và những khối mô hình như thế này cũng là điểm nhấn đặc biệt chỉ có trong dịp Tết cổ truyền và những ngày lễ lớn. Những người thợ phải thi công liên tục trong 1 đến 2 ngày để hoàn thành xong một mô hình. Cái năm hết Tết đến ấy, và cái đón cái xuân mới ấy, thì cái phần trang trí của thủ đô Hà Nội rất là tưng bừng, náo nhiệt. Những dịp lễ lớn ấy, thì chúng ta làm những cái mô hình to để trang trí. Lưu lượng giao thông và cái không gian ở đây nó rất tốt để đặt một cái mô hình về tuyên truyền. Đối với các cái tranh cổ động và nhân dịp kỷ niệm ngày Tết Nguyên Đán ấy, cái nội dung thì sẽ có là mừng Đảng và mừng xuân, số lượng banner cũng như là các cụm tranh, các cụm pano cũng như là mô hình cũng sẽ nhiều hơn với những các cái dịp mà tuyên truyền khác. Nhiều công trình trang trí cho dịp Tết Nguyên Đán cũng đã được hoàn thiện. Đây sẽ là những điểm check-in mới mang lại sự thích thú cho nhiều người dân và du khách năm nay. Không khí rất là tuyệt vời, cờ hoa trang hoàng rực rỡ, mình cảm thấy rất là vui, rất là hân hoan trong lòng để chào đón một mùa xuân đang đến. Mỗi khi dịp Tết đến xuân về, Hồ Gươm luôn được trang trí rất là lộng lẫy với rất là nhiều hoa tươi. Nên là mình rất thích được lên đây chụp ảnh ạ. Với sắc màu rực rỡ của những tấm pano, áp phích và cờ hoa trang trí, tất cả đã góp phần tạo nên một tấm áo mới, một diện mạo mới cho thủ đô Hà Nội để đón chào một năm mới đang đến rất gần. Và phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Để theo dõi trực tuyến các chương trình của VTV4, quý vị có thể truy cập vào địa chỉ website đang hiển thị trên màn hình hoặc tải ứng dụng VTV Go trên App Store và Google Play. Xin kính chào và hẹn gặp lại!